Rối loạn tâm thần đang có chiều hướng gia tăng tại Việt Nam. Tỷ lệ mắc 10 rối loạn tâm thần thường gặp là 14,9% dân số, khoảng 15 triệu người. Ai cũng có thể mắc rối loạn tâm thần, ít nhất là ở một giai đoạn, thời điểm nào đó trong đời. Đó là thông tin được các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo Khoa học Chăm sóc sức khỏe tinh thần do Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức vào ngày 27 tháng 12. Theo giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP.HCM, đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc tâm lý, tạo cơ hội để phổ biến việc sử dụng công nghệ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài cho đến khi phương pháp này thực sự được triển khai trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Dự đoán rủi ro trong sức khỏe tâm thần là một thách thức đối với tâm lý học lâm sàng, y học chính xác và cá nhân hóa, đang dẫn đường cho các phương thức phòng ngừa mới nhằm giảm gánh nặng bệnh tật. Cho đến nay, ưu tiên hàng đầu vẫn là phân tích các khả năng mới của công nghệ số trong thực hành lâm sàng, cũng như chăm sóc sức khỏe tâm thần, giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn thông tin. Các chuyên gia cho rằng, để có được sức khỏe tinh thần, mỗi cá nhân cần ý thức cân bằng lại cảm xúc, duy trì lối sống lành mạnh, đồng thời học cách định hướng suy nghĩ một cách tích cực.